Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm sao để tải được Clash of Clans nha các bạn nhé. Thì vẫn như thường lệ thì thường thì các bạn sẽ vào CH Play đúng không ạ? Các bạn sẽ gõ Clash of Clans này. Nên có mình sẽ tìm kiếm sẵn này. Không thể nào tìm được game Clash of Clans đúng không ạ? Nó chỉ ra những cái hình ảnh, những video linh tinh, những game linh tinh các bạn nhé, gọi là game liên quan đó. Chứ không thấy Clash of Clans chính thức ở đâu, vì Việt Nam mình nó cấm, nó chặn không cho mình tải ấy. Thì để làm sao để tải được thì các bạn hãy theo dõi thật kỹ nhé. Thì đầu tiên ấy, các bạn gõ cho mình này VPN này, VPN này, các bạn tải cho mình này cái VPN này, Postmaster này, nghe các bạn gõ nhé, VPN này, free này, nó sẽ ra này. Các bạn tải cho mình là cái VPN Postmaster này nhé. Các bạn ấn cài đặt này, VPN nó sẽ bỏ chặn này, miễn phí và bảo mật này. Sau khi tải xong, các bạn mở ra cho mình này. Các bạn tắt cái quảng cáo đi, tắt cái dấu nhân này đi. Đó. Các bạn chọn máy chủ này. Các bạn ấn bên này này. Chọn máy chủ. Sau đó, các bạn kết nối cho mình. Các bạn chọn là Vương quốc Anh nhé các bạn nhé. Các bạn chọn Vương quốc Anh này. Đây. Vương quốc Anh này. Ở đây các bạn chọn cái này cũng được. Đây các bạn chọn cho mình cái dưới này đi. Ok, kết nối này. Đó. Sau khi kết nối xong thì nó sẽ ra như này. VPN đã kết nối với Vương quốc Anh. Vậy là ok các bạn nhé. Các bạn thoát ra này, tạm thời các bạn cứ để như này đi, không cần xóa ứng dụng đâu, các bạn để im cho mình nhé. Tiếp theo các bạn vào CH Play, các bạn tìm kiếm này, Clash of Clans này, vẫn không thấy ra đúng không ạ? Thì mới bảo là bạn là nếu đã xem video này phải xem thật kỹ nhé các bạn nhé, chứ đừng xem tắt. Đó, sau đó các bạn ấn vào cái mục biểu tượng này, chữ K mình như này. Các bạn ấn xuống này, có mũi tên xuống này, các bạn ấn cho mình là thêm một tài khoản khác. Cái phần thêm tài khoản này rất là nhanh và đơn giản thôi các bạn nhé. Các bạn chọn Google này, đợi kiểm tra thông tin này. Các bạn ấn này, chọn này, tạo tài khoản này cho bản thân tôi này. Ở cái này ấy, nó không quan trọng đâu. Các bạn tạo linh tinh cũng được. Đây ví dụ mình tạo linh tinh cho các bạn xem này. Ok ạ. Cho nó nhanh. Tiếp theo này, ngày tháng năm sinh này, chọn bừa đây. 1 tháng 1 năm 2000 đi. Giới tính. Các bạn là nam thì chọn nam, nữ thì chọn nữ. Thì 3D thì khỏi làm luôn. Mình nam mình sẽ chọn nam. Đấy. Các bạn chọn tiếp theo. Thì cái địa chỉ do mình ấn linh tinh thì nó sẽ ra cái đề xuất cho mình. Các bạn chọn bừa một cái đề xuất nào đó, hoặc các bạn tạo địa chỉ Gmail cho riêng mình. Các bạn chọn tiếp theo nhé. Các bạn ấn tiếp theo này. Tiếp theo các bạn sẽ tạo mật khẩu cho mình nhé. Mình sẽ tạo mật khẩu nhanh nhé. Mật khẩu 123. Rồi, sau khi tạo mật khẩu xong các bạn ấn này, đồng ý hoặc bỏ qua thì mình cứ đồng ý đi. Tài khoản của bạn này, các bạn ấn tiếp theo này. Rồi, cái này là cái quyền riêng tư điều khoản, là các bạn dành thì các bạn đọc nhé, còn không thì các bạn kéo xuống và các bạn ấn tôi đồng ý cho mình nhé. Rồi, sau khi đã tạo một cái tài khoản xong, các bạn ấn thoát ra này, ấn xuống này. Các bạn lại vào CH Play cho mình này.
chấp nhận này. Còn lại sẽ vào đây. Bạn muốn thông báo? Không thông báo. Đấy. Thì sau khi tạo xong đấy, các bạn vào đây. Đây chính là cái tài khoản mình vừa tạo nhé. Còn nếu không thì các bạn lại chọn cái tài khoản mình vừa tạo ở trong này, ở cái mục mũi tên này, nếu như nó không đề xuất luôn. Bây giờ sau khi tạo xong, sẽ thử ấn xem class or clan nó có ra không. Đó. Bây giờ tạo một tài khoản mới thì nó đã xuất hiện rồi. Các bạn ấn cài đặt luôn và triển khai luôn. Trong quá trình cài đặt này thì mình cũng nói là khi mà vào được, tải được game, nhiều bạn là vào được game nhưng lại kêu là giật lag, à có thể là đơ hay là không chuyển được tài khoản ấy. Thì bây giờ mình sẽ mở game ra và mình đăng nhập vào tài khoản cho các bạn xem luôn nhé. Tránh là để các bạn phải thắc mắc ấy. Nên là rất mong các bạn xem kỹ này. Rồi sau khi tải xong các bạn mở này. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tải thành công rồi đúng không ạ? Bây giờ còn thêm một chút cái thắc mắc của các bạn nữa thôi. Điều khoản, ok. Đây. Thì nó sẽ có ra cái tài khoản. Nếu các bạn đã đăng nhập trên máy rồi ấy, thì các bạn có thể chọn cái tài khoản game của các bạn luôn, thì nó sẽ load luôn. Còn không thì nó sẽ ra như thế này. Nếu các bạn chưa đăng nhập, còn không thì các bạn có thể thoát game ra để các bạn đăng nhập luôn vào trong máy ấy các bạn nhé. Thì đăng nhập trong máy thì đăng nhập như thế nào các bạn, tạm thời mình ấn cho các bạn này. Các bạn vào cài đặt này. Đây. Các bạn kéo xuống này. Ở cái mục tài khoản và đồng bộ này. Các bạn chọn tài khoản này. Đây, các bạn ấn thêm tài khoản cho mình nhé. Thêm tài khoản này. Các bạn ấn vào Google này. Sau đó các bạn sẽ nhập cái tài khoản của các bạn đã tạo hoặc là cái tài khoản game của các bạn vào đây. Nhập vào. Tiếp theo đăng nhập là xong. Ok. Bây mình sẽ quay trở lại game. Sau khi vào game như này làm sao để vào được tài khoản nhé. Chuyển đổi tài khoản các bạn vào cái phần bánh răng này. Thì các bạn kết nối với Supercell ID này. Hay Google Play. Google Play chính là cái nó sẽ ra cái tài khoản của mình đã đăng nhập trên máy ấy. Đấy. Còn Supercell ID này là các bạn đã kết nối với Supercell rồi, các bạn ấn tiếp tục thôi, Gmail thôi. Đây mình sẽ đăng nhập luôn nhé. Các bạn ấn tiếp tục này, đăng tạo tài khoản, các bạn ấn tiếp tục này. Nó sẽ gửi cho cái mã về cho bạn. Thì hiện tại trên máy mình là chưa có thì phải. Mình đã đăng nhập vào máy chưa? Chưa đăng nhập vào máy các bạn nhé. Nên là các bạn không thể nào mà tìm được mã. Không tìm được mã gửi về là như thế này. Thì bây giờ các bạn phải thêm cái tài khoản nào đó vào. Tiếp theo này. Mật khẩu thì mình sẽ che đi nhé các bạn nhé. Thì sau khi mà đăng nhập tài khoản lên trên máy rồi á, thì nó sẽ các bạn sẽ thấy được ngay cái mã của nó gửi về. Đây, nó sẽ gửi về là qua cái Gmail nhé. Đây. 581311 đúng không ạ? Mình sẽ nhập vào game này. Cái này có thể là đấy. Sau khi xác nhận xong là các bạn có thể là xác nhận thôi.
là nó sẽ load ra luôn cái tài khoản của các bạn nhé. Nên rất mong là nhiều bạn thắc mắc là không đăng nhập tài khoản của mình được, thì mong các bạn là qua cái video này các bạn có thể vào được tài khoản của mình nhé, cái bình thường nhé. Đấy, ở video này mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách tải. Thì nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Để vé vàng mình mua.